Khi thường ngày mình vui á, thì nó hay là khi mình gặp sự cố gì nó quá giải nhanh. Còn thường ngày mà mình nặng nề, mình buồn á, là nó gặp sự cố cái là lạnh đủ. Nhớ kỹ. Nãy như cái cô đó, cô nhắn cái tin nhắn mà cô kiểu như cô nói cái chuyện rồi cô nhắn qua cho mình. Chú Tâm Nhiên ông bật lên cho những đứa nghe. Cô nói hồi đó gia đình cũng sát sanh, mang nghiệp phá thai, rồi chưa biết Phật Pháp, mà cũng đi đến chùa nhưng mà không có biết cái sự tu hành. Đến chùa thắp nhang rồi cầu xin này kia vậy thôi, không biết Phật Pháp. Thì đêm nào cô ngủ cô cũng nằm gặp ác mộng, giết sợ. Nhiều người cũng bị cái gì đó là phước si, si phước. Rồi cũng có duyên Phật Pháp, nó đưa đẩy mình để gặp gì, để mình gặp Phật Pháp, không chừng. Khi những cái việc đó mà khi mình gặp Phật Pháp, mình lại bám chắc. Thì cô nói bằng đêm cô ngủ gặp ác mộng, cứ người ta đến đông. Mà người ta đến, người ta cầm cây to to mà. Ta lỡ người ta quết vô đầu cô. Ta lỡ người ta nói ta quết vô đầu mày cho chết. Mà ta tập trung là đông, ta quết, giết sợ trong giấc mộng mà kiểu ác mộng quý vị. Tuy là tâm thức thôi mà nhưng mà gặp đập vô đầu mình máu me chảy tùm lum, thấy ghê quá. Đó. Thì cô nói đáng sợ quá. Cô đến chùa cô nói Phật gia hộ cho con. Con gặp được cái pháp tu nào mà con tu để con chuyển cái nghiệp con. Chứ giờ con đi đến chùa con không có áp dụng được, con tu tập. Rồi xong rồi cô bấm trên mạng. Cô gặp những đức giảng cái công đoạn ngắn thôi, mà cái đoạn mà người nữ mà bận đồ hở hang á, chồng vào tâm người ta, cái tâm không phải đọa địa ngục. Cô nghe khúc con ngắn cái tí ti, con nói sao hay quá. Cô tìm cái trang của mình. Thì cô tìm cái trang của mình, cô vào cái trang của mình. Chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Cô nghe. Và cô nghe hơn 2 năm nay. Cô áp dụng cô tu. Niệm Phật lễ Phật tại nhà, nhà ở ngoài miền Trung. Chưa vô chùa mình được. Với hôm Phật đản định đi mà gia đình gia viên nhiều chuyện mới đi không được. Ở nhà nghe Pháp và niệm Phật. Rồi có nghĩa là ngày nào cũng nghe 2 bài Pháp. Câu ai Phật niệm đến cùng, quý kiến một đời phản sanh cực lạc quốc. Và những bài giảng chủ nhật đồ này kia, những chương trình giảng ở chùa đưa lên mới coi hết. Thì cô nói rằng là trong vòng thời gian chừng năm mấy thôi là hết rồi, hết gặp ác mộng. Cô nói rằng là lúc trước chồng cứ chửi đánh đập khổ sở lắm. Từ khi mà nghe giảng rồi cô cởi mở tâm tư, thông được cái tâm. Khi cô thông cái tâm rồi thì nó có sự chuyển biến lạ. Cô nói hiện tại bây giờ là chồng cô kêu cô thôi em nghỉ làm việc đi, anh lo làm cho anh lo hết cho em ở nhà, em niệm Phật, em nghe Pháp, em tu đi. Tại vì bây giờ gia đình làm ăn cũng được. Rồi con cái cô nó có sự chuyển hóa rất là lớn quý vị. Đó. Nên hôm nay chúng ta có cái bài học tập đó gọi là muốn giúp người thân học Phật phải làm sao. Chính mình là học Phật làm sao? Học làm sao mà thông được cái tâm? Mà giải nghiệp là giải tâm. Có người tu học mà giải nghiệp là cái tâm buồn phiền nặng nề biến mất, giải được cái tâm đó. Cái tâm u uất, cái tâm nặng nề, cái tâm không vừa lòng, cái tâm không vừa ý, cái tâm hận thù, những cái điều này mà giải được đó. Xin thưa quý vị, quý vị sẽ giúp được người thân quý vị. Tại vì họ thấy mình học Phật mình vui. Họ thấy mình học Phật an lạc, có nụ cười nhiều. Rồi mình càng học Phật mình càng dễ tính. Mình không có bắt bẻ. Mình bắt mà mình còn bẻ, người ta nói ai chịu nổi. Quý vị coi, làm như thấy ác quá. Vậy vì con nghe cái tiếng bắt bẻ là thấy sợ rồi. Mình bắt người ta thôi chứ giờ còn bẻ, người ta nói sao ác quá, quý vị biết không?
Nên gom lại danh từ bắt bẻ ác. Mình học Phật làm sao đừng có bắt bẻ người ta nữa. Xưa mình bắt mình bẻ sụp, bây giờ thôi đừng bắt đừng bẻ người ta nữa. Thật sự như bản thân mình cũng đâu có muốn ai bắt bẻ mình đâu quý vị. Vậy thôi mình bắt bẻ người ta làm chi, nghe không? Đó. Không mà cái bắt bẻ thì nó có cái cũng hay. Bữa đó có cái người đó nghe những đức giảng Pháp, họ nói một câu: giảng gì đâu thấy ghét, giảng gì đâu lấy tay chọc chọc với mặt đâu hoài. Cũng hay quý vị. Tự nhiên mình nghe cái mình đỡ chọc với mặt người ta là không nghe quý vị. Quý vị nhớ nghe là để cái tay gì nào đỡ buồn ngủ. Con mắt mình á, ví dụ mình đang buồn ngủ mà ta lấy tay ta chọc chọc mình, nó đỡ buồn ngủ quý vị. Ừ, 100% luôn. Nếu mà những đứa mà ngồi gì những đứa nói hoài, ngồi nghe không nổi đâu. Nhất là cái giờ 8:30 ngủ á. Nhưng mà những đứa làm như chụp 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 vậy nè. Vậy mà con làm cho người ta buồn ngủ ta nhìn thấy. Có nhiều bà bà ngồi với bà nghe như đức giảng Pháp, như đức làm vậy nè, chọc chọc vậy bà né né, nhưng mà bà đỡ ngủ gục đó quý vị, tỉnh đó mới giảng đâu. Đó cũng là một phương pháp đó. Thôi miễn ta quan hỷ, chứ riêng cá nhân mình bắt bẻ mệt quá, đó cũng khó tính. Giống như kể bị nghe câu chuyện mà cái ông này dưới quê miền Tây, ông bác sĩ dưới quê miền Tây mà bác sĩ mà mở phòng khám tư là cũng dữ dằn lắm mấy vị. Mà ổng là thôi nho thích đạo, học ghê lắm, biết dữ lắm, biết đến mức mà người ta sợ, ta sợ ổng. Tại vì ổng bắt rồi ổng bẻ người ta, ai chịu nổi vậy. Bắt ta mà ổng bẻ ai chịu nổi. Thì mỗi lần mà đám dỗ đám cưới gì đó quý vị, mà ai mà ngồi cái bàn ổng là mấy cái người quen quen nói một câu: người mới. Ý đó là người mới mà không biết ổng, biết ổng là không có dám đến cái bàn của ổng ngồi. Tại ổng khó dữ lắm, gấp đồ ăn ông cũng bắt bẻ, gấp đồ ăn mà để vô chén cũng bắt bẻ, rồi vô ăn nhanh bắt bẻ, ăn đủ tháo cũng bắt bẻ. Nó bắt bẻ chứ mà không ăn được gì chứ. Nên giết người ta sợ ổng. Nên mỗi lần đám dỗ đám cưới mà ổng đến, mà ai mà ngồi chung bàn với ổng đó là người ta biết rồi, người ta nói người mới. Chứ ngoài ra cái người cũ không có dám ngồi, biết không à, sợ dữ lắm. Nói bị thấy chưa, mình mà học đạo vậy không có độ được người thân đâu. Người ta sợ chết mồ mà độ cái gì mà độ. Bây giờ mình học mà mình khó khăn chờ ở đắc hở, cái gì mình cũng nói không được chứ sao học đây, thấy không? Cái người ta mới học Phật thôi, khi người ta bận quần đùi người ta lễ Phật mình, họ ta hỏi mình được không, mình nói được. Tại vì nó bằng quần đùi, nó lễ Phật thì sao mà không được. Còn mình bằng áo chàng mình lễ Phật được không? Được. Tại mình bằng áo chàng mình lễ Phật. Vì nó bằng đầm nó lễ Phật được không? Được. Tại vì nó bằng đầm nó lễ Phật. Nó bằng mà không được thì sao mà người ta bằng mà không được. Người ta bằng thì được. Mình bằng thì sao là được gì? Người ta bằng thì sao là được gì? Thì người ta lúc đó người ta mới, thì cho người ta bằng vậy đi để được. Rồi người ta lại Phật từ từ, tự tánh Phật nó hiển lộ ra, thì người ta bằng áo chàng người ta lễ Phật. Hiểu không? Đó. Mình á, học đạo mình nghiêm khắc là mình nghiêm khắc cái ở chỗ nào, đúng chỗ. Cái chỗ mà những người lâu năm, những người mà tu tập biết rõ ràng hết trơn, đệ tử của mình, những người ở trong chùa mình, trong nhà mình nghiêm với người ta, đúng nơi đúng chỗ thì chấp nhận được. Còn những người ta mới đi đến chùa, người ta có biết gì đâu mà mình nghiêm. Cái gì mình cũng nói không được, người ta thấy nó rình rào á, khó khăn quá. Ta nghĩ đến chùa luôn, không khác nào mình đi đoạn duyên người ta không. Nên chúng sanh á, trong cái thời cuộc này căn tính ngự kém, thôi mình cứ dẫn dắt người ta từ từ, mình cho người ta cơ hội được đi đến chùa từ từ đi, rồi lúc đó mình dạy người ta gì thì người ta thấm tương trao đồ ngủ, ta thấm rồi người ta cảm giác, người ta thích rồi, ta đã thích rồi thì mình khuôn người ta nghe, thích nó nghe, người ta thích rồi là mình khuôn người ta nghe liền à. Chứ mình mà người ta chưa thích rồi là mình khuôn người ta không có được. Nó thấy khó quá, người ta không có chịu học đâu. Nên chúng sanh trong thời mạt pháp á, căn tính mình nó kém dữ lắm.
Nó như câu chuyện nãy như Đức kể, vì nghe thấy chưa? Người ta học Phật mà người ta nghe Pháp từ xa đó, mà người ta áp dụng, người ta niệm Phật lễ Phật, người ta thông tâm đó. Vì mà bà nói trong vòng 5 năm mấy mà hết gặp ác mộng luôn. Mà bây giờ chuyển hóa cả gia đình người thân. Nhưng Đức nói những điều như Đức chia sẻ nó rất là gần gũi nhân sinh nghe quý vị. Quý vị ở xa khắp nơi nơi, quý vị mà chịu áp dụng, chịu nghe, chịu làm đó nghe. Chèn ô nó lợi ích đừng có nói nữa. Lợi ích dữ lắm, thật sự luôn á. Vì học với rồi bị dễ ẹt à. Dễ ẹt luôn đó. Mà chuyện diễn chơi đâu. Ừ, học mà dễ lắm. Học đạo học chứ càng học càng dễ tính. Nó những Đức nói với quý vị nghe cho quý vị mà khó tính là vì cũng thấy khổ. Khó là cũng thấy khổ rồi đó quý vị. Giống như người ta nói trong thầy nó giảng mặt dữ quá. Thì bây giờ những Đức ví dụ như đoạn này những Đức nói đi. Quý vị khó vì khổ á. Khó là khổ. Nói cái câu này giống như cái lúc này là mình nói khó. Khó là vì khổ á, khó là khổ quá. Nè, khó là khổ là hiện cái tướng mặt khổ. Còn nếu mà hiểu đoạn nào như Đức nói, vì nên cười lên đi. Đó, nó giảng nè, cười lên đi, nó giảng nè. Rồi đoạn như Đức nói, khó là khổ á. Ừ, khó là khổ á, nó giỡn đâu. Nó phù hợp quý vị. Chứ bây coi, tại cái lúc mà đoạn mình nói mình khó, nó chảy nước miếng luôn, thấy không bao giờ. Quý vị thấy chưa? Tuy là làm gì mà người ta vui, thấy không? Nó cái đó cũng là điệu nghệ chứ không phải chuyện giỡn nghe quý vị. Để cho người ta nghe Pháp được á. Nó thấy không? Nên cái lúc động nó khó là khổ á. Khổ. Thấy chưa? Nó hiện cái mặt và lúc ta nói cười lên đi, thì cười. Cười. Giãn mặt liền thấy chưa? Phù hợp quý vị. Nó phải phù hợp. Đó, chứ không phải khó. Không có thiệt đâu. Ừ. Lỡ gặp chơi chung thấy dễ, vui. Khó vậy đó. Nên từ nơi đó mà nhiều người ta nghe mình á là tự nhiên á, người ta mà chịu áp dụng, người ta chịu hành trì, dù ở xa nghe mà được lợi ích lớn lắm quý vị. Nên á, người ta mới lễ lọc, người ta mới đến đông chứ. Lễ lọc người ta đến thì là người ta đi chùa, người ta cũng phải có niềm vui gì. 100% quý vị nghe, một cái ngôi chùa mà tổ chức á, mà người ta thiệt là đông á nghe quý vị, nó không có đơn giản đâu quý vị ơi. Nó không đơn giản đâu. Như những Đức thấy mà có một ngôi chùa ở dưới đây nè, mà ông thầy ông tổ chức, chàng ô người ta đông gì đâu mà quá trời. Cái chương trình Phật đản của ổng mà tính ra mà 60,000 người ấy chàng. Trình Phật đản 68,000 người, đông gì đó. Thầy Trăng Quang á, ông tổ chức mà đông kinh khủng vậy đó quý vị. Chắc chắn là người ta về chùa người ta phải an lạc thì sao quý vị ơi. Tưởng đâu chùa mình 30,000 người là ghê lắm mà đúng quý vị. Nhưng mà thầy thì tổ chức những chương trình đó là chuyên nghiệp rồi, dữ quá, đông dữ lắm. Còn mình thì mình tổ chức rất nhiều chương trình. Nó rõ ra là chùa mình tổ chức rất nhiều chương trình à, mà 68,000 người. Mà hình như là chương trình Phật Thành Đạo hay gì đó nghe. Phật Thành Đạo gì đó, 68,000 người. Vậy thấy không? À, chắc chắn là người ta đi đến chùa người ta cũng phải vui gì đó quý vị ơi. Chứ nếu mình ta đi đến chùa người ta buồn chắc người ta không đến đâu hả? Chứ buồn đến làm gì quý vị? Không, nói thật sự. Nhưng Đức nói thiệt mà nói, mà nếu mà thứ ba nào, thứ hai nào mà chiều nhà Đức qua đây chia sẻ Phật Pháp mà các cụ cũng khóc hết, hoặc là sân si lên thì chắc các cụ sợ lắm các cụ, phải không? Sợ lắm, các cụ sẽ không bao giờ mà các cụ đi đến đây đâu các cụ. Là chiều các cụ sẽ rề rà, không dám qua. Tại vì qua nó khổ, khóc. Rồi nó nặng nề quá, qua làm chi? Rồi qua bị chữ nữa, không qua đâu. Qua bị chữ qua làm gì chị? Viết bịch chốn. Ban đầu thì gần 2,000 người. Bà nghe viết từ từ còn 2 người. Quý vị nhớ nghe, cái ngôi chùa mà ông thầy ông tổ chức mà người ta đông thiệt là đông vậy là chắc chắn ông thầy này cũng không đơn giản đó. Ông phải là khéo léo phương tiện thì sao đó, dẫn dắt người ta thì sao mà thấy nghe. Ôi ôi, người trẻ mà đến phụ thầy quá trời đông. Họ phải thì sao mới làm được gì?
thì chính Nhân Đức coi chúng chùa Nhân Đức kinh nghiệm quý vị. Tổ chức nhiều chương trình, Nhân Đức cũng tổ chức quá trời nhiều chương trình luôn, đâu có đơn giản. Nhân Đức kinh nghiệm lắm chứ. Nó mà người trẻ mà họ phát tâm, họ vô hộ phụ chùa, họ làm việc vậy là không đơn giản đó. Phải có một tổ chức dữ dằn lắm á. Đó thì thấy mà một chương trình mà 68.000 người. Ồ, không đơn giản đâu quý vị ơi. À, mà cắt những cái nhà ton mà nó bao trùm lên cái cây, cái cây sắt nó cao, nó bao trùm luôn cái cây nha quý vị, bao trùm cái cây ở, ở trong nó tự nhiên là cây không quý vị. Những đức nhìn, những đức nói cái gu những đức là vái cây. Ồ, ngộ vậy đó. Những đức vái cái chỗ nào những đức ở cây nhiều, cây to to, ngộ vậy đó. Chỗ nào mà cây to to là Nhân Đức phái lắm quý vị ơi. Ồ, chứ cây lùn Nhân Đức cũng thích mà thích ít. Ừ, thích cây to to, dài dài, cao cao á. Thích vậy đó, nó mát chứ gì chứ nghe. À, nên từ nơi đó mà, nên mỗi một con người, người ta mà quy tụ con người đông, người ta cũng phải khéo léo, động não dữ lắm mới được vậy đó. Chứ nếu mà người ta về chùa mà người ta phiền não, người ta không có đến nữa đâu quý vị ơi. Không có đến đâu. Chắc chắn luôn quý vị mà đi lại nhà ai á, mà quý vị sân si bị đến làm gì. Đến hai ba lần là nghĩ đến rồi. Một lần nghĩ đến luôn, hai ba lần gì. Một lần luôn nghĩ đến luôn. Hai ba lần chi, nghe không? Nên chùa mình ví dụ như chủ nhật tuần nào, quý vị coi cái chùa mình nó cũng đặc biệt đó. Tại vì sao? Vì chủ nhật là nó điều rang, thứ bảy chủ nhật là điều rang luôn, thì người ta cứ đi đến đông hoài vậy luôn. Nó dù như nhiều chùa thì lâu lâu người ta tổ chức một chương trình thì cũng là quá đặc biệt, một số lượng đông đó là quá đặc biệt. Nhưng chùa mình là điều rang, thứ bảy chủ nhật nào cũng tổ chức hết cộng tu, mà người ta rất là đông. Riêng hộ pháp là từ đó giờ lâu nên rất đông. Riêng bên đạo tràng ba đây thì cũng đầy tràng chánh điện ra tới ngoài kia, thấy không? Cũng là được lắm rồi đó, không có dẫn đâu nghe. Nó rồi thứ sáu tuần này lại khiếm thị nè, rất là đông nè. Nó khiếm thị rất là đông, có giỡn đâu. Nó thì quý vị biết rằng là đạo pháp lợi ích cho chúng sanh, thì mình có được sự bình an á, mình cũng muốn đem cái bình an mình gỡ cho người khác. Mà quý vị biết rằng á, cái gỡ bình an cho người khác á, là ngay cái nội tâm mình á quý vị, chứ không phải là giả dối được đâu. Ví dụ như mình mà trong tâm nó buồn đi quý vị, cười nó cũng không có sảng khoái được nữa. Ví dụ như cái người mà trong tâm buồn nặng nề, họ cười ngộ lắm. Hoặc là gặp mình chào con. Tại vì nội tâm nó nặng nề, vì biết không, cười nghĩa là cười bị dồn nén. Cái người mà buồn cười ngộ lắm, giống như gọi là lỡ khóc lỡ cười vậy. Cái khổ lỡ khóc lỡ cười nó không đơn giản. Nó lỡ khóc mà nó lỡ cười, này kiểu này lỡ hết. Lỡ sạch nhách luôn. Nên chúng ta lỡ cái gì thì lỡ một thứ thôi. Lỡ cười thì lỡ cười thôi, là một bên thôi. Lỡ khóc thì lỡ khóc một bên thôi. Để mình nhận thức được cái lỡ khóc nó có lợi ích gì, rồi lỡ cười nó lợi ích gì, rồi lúc đó mình mới quyết định mình chọn mục tiêu thôi. Lúc này cười thì mình cười cả nhóm, cười lên cái coi quý vị đó. Nên thì lúc đó mình mới nhận thức được quý vị. Còn nó cái gì nó cũng lỡ nghe, nó cứ phăng văng á. Con người khổ nhất trong cuộc đời này là quý vị biết rằng cái gì mà nó năm năm là nó khổ à. Nhớ cái mấy anh em nam, cái gì mà 5 năm là nó sẽ khổ. Không, 5 năm là khổ lắm. Giữa cái này nửa này năm, nửa này đó. Nó không có đặc biệt đâu mấy anh em. Mấy anh em nên làm sao, thấy không? Mà nó được 5 rồi, mấy anh em điều chỉnh đó, thành 10 thì nó đặc biệt hơn. Chứ đừng có để nó mà năm này năm kia, nghe chưa? Nó không có đặc biệt đâu. Nên
Có người học đạo cũng vậy. Mình mà cái kiểu mình lừng chừng, học đạo mà lừng chừng, người học đạo cũng không đạt. Thí dụ người ta tu thiền là người ta chuyên tu thiền, tu mật tông là người ta chuyên mật tông, sở học là người ta đi tới cung sở học luôn, còn niệm Phật là niệm tới cung niệm Phật luôn. Nhất định cái người đó sẽ có cái thành công. Sẽ có cái thành công chắc chắn luôn. Thí dụ như ngoài đời mà những đứa gặp cái ông này nè, mà ông lại ông kể như Đức nghe rằng ổng á, ở ngoài đời hồi đó thầy biết rằng con á, là chỉ có một cái chiếc xe đạp và phía sau để một cái cần xé, cần xé quý vị. Rồi hồi đó đầu tiên thì chưa biết thu âm thì cầm cái đồ mà bóp kêu giống con vịt á, tẹt 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 bóp đó, là đi chạy xe ngoài đường là người ta biết mua đồ mũ, mua đồ mũ lông vịt lông gà mua hết luôn. Đồ mũ thao chảo nồi bể mua hết luôn, thu gom đồ mũ vậy đó. Mà 5 năm sau là nhà con mở ra cái tiệm thu gom, còn cấp trước là đi mua bán lẻ, sau này thành đại lý nhỏ thu gom, rồi bây giờ trở thành đại lý lớn, là tổng thể những cái đại lý nhỏ, rồi gom góp luôn những cái người mà đi bán lẻ quy về con là đại lý lớn. Bây giờ là 15 năm, 15 năm là bây giờ trở thành ông chủ gom đồ mũ. Ghê không? Quý vị thấy cái gì mà chiên là nó có cái thành công ghê lắm nghe quý vị. Như bản thân những đức mà gặp niệm Phật là chiên tới bây giờ luôn. Những đức mong là cả đời mình chiên cho nó vàng, mình chiên tới luôn. Không, nó thật sự bây giờ mấy anh em đi vô bếp nấu ăn này, những quan đồ, những đại đồ, thí dụ mình chiên cái gì mà lỡ lỡ nó không có được, đã chiên thì chiên cho tới, đúng không cô Châu? Những đức nó bây giờ xào đu xào, bây giờ cô Thanh cô Châu đâu nè xào đu xào, thử đi mấy cô mà lửa chậm không đúng đi, lửa cháy lừng sừng mà xào đi rồi mấy cô sẽ thấy cái rau mà vớt ra ra nó dai, rồi thêm cái nữa là khúc chín khúc không chín đó, cái đó là lỡ đó, nó lừng chừng. Còn lửa cháy mà bung lên là chiên rồi, xào là chảo nóng rồi chiên rồi, tức khắc xào rau xanh. Còn chiên thì dầu đủ, dầu độ nóng đủ thì tức khắc chiên vàng đó, thấy không? Đừng có lừng chừng. Còn niệm Phật thì phải niệm cho tớ luôn, chuyên niệm Phật luôn. Nó mới nói rằng là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài, phải tu lâu dài, quân tu lâu dài. Cái câu này quan trọng. Nó nhất tâm niệm Phật mà phải quân tu lâu dài. Nhất tâm là một câu vật hiệu chân thật mà niệm. Quân tu lâu dài là cái pháp này mình phải tu lâu dài thì nó mới có kết quả. Thì thời gian những đức gặp tịnh độ, bây giờ 15 năm những đức cứ niệm Phật hoài thôi. Tổ sư nói rằng thà không biết gì cứ niệm Phật đi. Nhưng Đức nói ngon. Tại vì sao? Con không biết cái gì hết và con cũng không muốn biết, nên tổ sư nói vậy là đúng cái gu con mà. Con không biết gì luôn, con niệm Phật hoài luôn đó, thấy không? Nên quý vị thấy rằng là rất là đặc biệt. Mà khi chuyên niệm Phật rồi, lên ngồi nói chuyện là nói thao thao bất tuyệt, nói nó lại cảm giác vui mà người nghe cũng cảm thấy được nữa. Nó có cái môn tu mà khi mình giảng cái chuyên cái môn tu á, mà môn tu tịnh độ này hay là mình giảng chuyên cái môn tu tịnh độ, người ta nghe người ta áp dụng được, dù là người ta từ xa chưa đi đến đây á mà người ta lại áp dụng được, nó rất là hay. Nên mình chuyên tu rồi mình giảng người ta dễ nghe, tại mình chuyên tu nên mình đều là phương tiện, người ta như thế nào cũng tu được chứ á. Người ta tu từ từ đi rồi người ta khai thông, người ta hiểu rồi, lúc đó là nó sẽ có kết quả lớn dữ lắm. Nên cái pháp môn tịnh độ này đòi hỏi phải chuyên tu, mà phải quân tu lâu dài, chứ đừng có mà dài 3 năm. Quý vị nhớ, khi vị niệm Phật mà nó mà niệm giống như vô vị, niệm không có an lạc gì, yên tâm đi, cứ niệm cứ tin Phật đi rồi niệm đi rồi nó an lạc à. Nó lạ lắm. Giống như mình đi đường, có những đoạn đường đi rất bằng, nhưng mà có những đoạn đường nó rất là ổ gà,
Vậy thì bây giờ gặp đoạn đường bằng thì cũng phải đi, đoạn đường ổ gà mình cũng phải đi. Mình đi qua đoạn đường ổ gà, nó đi đến đoạn đường bằng. Nên có những lúc mình niệm Phật mình rất là an lạc, mình rất là vui. Mình vui đến mức mà mình nhảy tưng 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 vậy đó. Có những người nó tu nó an lạc xong người ta chạy ra người ta vui lắm. Ôi bữa nay nó vui gì đâu mà nó vui, nó an lạc gì đâu mà nó an lạc. Vài ngày sau thấy cái mặt chầm dầm, mình hỏi ủa nay sao, bữa đó tu an lạc quá bữa nay sao cái mặt kỳ cục quá vậy. Bữa nay tu đúng là nay sao nó vọng tưởng đầy, phiền não gì đâu mà chết mồ luôn. Nó thấy chưa quý vị, thấy chưa? Thì cái đoạn đường mà lúc mình đi mà nó bằng khoảng là giống như quý vị đang tu nó an lạc, quý vị háo hức, quý vị ôi vui quá xa là vui. Thấy chưa đó, có vị rồi chạy lên người này phe gì, chạy người kia phe nọ, chạy người nọ phe kia, tùm lum tùm la. Vậy mà vài bữa sau phiền não tới, tại vì khi bị vui vậy đó, thấy không, thì cái tâm nó chấp nặng vào cái đó thì nó vẫn chưa phải là cái sự an định, chưa phải là sự an định. Rồi đến lúc buồn thì quý vị lại bị nặng nề, bị hổm tu vui thấy ghê, bữa nay tự nhiên tu thì nó buồn thấy sợ, muốn không muốn lên cái điện tu lúc nào. Thấy chưa đó, đó cái người mà mới tu người ta thường là như vậy đó, người ta không có an định được. Vui thì người ta lại tung tăng khoe tùm lum, và khi buồn thì người ta lại ngồi đâu ngồi đóng 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 đó, cái mặt chầm dầm như cái mền đó. Cái này là gọi là hai cái cảnh mà gọi là vui và buồn. Mà chừng nào quý vị tu mà đến lúc á, vị tu chừng nào mà đến lúc mà vui quý vị, dù có nói cho người nghe cũng là vì người, còn riêng mình là điều chỉnh được cái vui. Còn khi quý vị buồn thì quý vị sẽ không bao giờ bị nó buộc ràng nặng nề. Thì cái lúc này là cái lúc quý vị tín nguyện niệm Phật, nó đã an định trong câu Phật hiệu rồi, nó không có bị trở ngại, không có trở ngại nữa. Và tu đến lúc đó đó thì xin thưa quý vị, quý vị sẽ không bao giờ mà quý vị bỏ phương pháp tu, và quý vị sẽ không bao giờ nói cái chuyện niệm Phật vô vị nữa. Mà lúc đó là quý vị niệm Phật rất là trôi chảy, không bao giờ nói gì cái việc quý vị mà gọi là bỏ cái phương pháp tu niệm Phật. Và quý vị cũng không cần thay đổi phương pháp gì luôn, vì nó không có còn nói cái chữ vô vị nữa, không có nói cái chuyện là niệm vô hay niệm không vô nữa. Mà niệm Phật là niệm Phật, chứ không có còn nói cái niệm vô hay không vô. Mà lúc đó là lòng tin về câu Phật hiệu cực kỳ cao, rất là sâu thẳm từ tận đáy lòng tin Phật. Thì lúc đó là quý vị biết quý vị là người niệm Phật, gọi là tín nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật đó. Nên khi mà tu 2-3 năm á, là đến lúc có những lúc nó vô vị lắm. Và bị cái bệnh này nữa nè, là mình thấy mình không có cơ hội giải sanh. Người nói gì, người nói kia, người nói nọ, rồi chúng ta không có con đường, không có phương hướng. Chúng ta thấy mình không có cơ hội giải sanh, nên cuối cùng cái niệm Phật của mình là lơ là niệm Phật, giải đãi niệm Phật, chán nản niệm Phật, lễ Phật bằng một cách là giống như cho qua ngày đoạn tháng và chờ cơ hội để bỏ cuộc. Đó, có bị bệnh này nữa nè quý vị, có bệnh này nữa đó nghe quý vị. Đó toàn là cái bệnh gì? Cái bệnh không tín nguyện, không tin Phật. Không tín nguyện, không tin Phật. Nếu như quý vị mà tin Phật, cái lúc mà gặp bao nhiêu sự cố buồn phiền đi chăng, quý vị cũng cứ niệm Phật, con tin Phật, con mang cái thân này ở cõi này là con tin rằng là con nhiều đời nhiều kiếp cũng tạo sự phiền não cho người khác, tạo tác nhiều tội lỗi lắm. Nên trong kinh Phật nói, nếu nghiệp chướng chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không có pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Đó, nó là không có hình tướng, nhưng do mình chấp tướng nên mình mới quay lại cõi này. Phải chi mà nhiều đời nhiều kiếp mình niệm Phật, mình chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật cả đời thì mình về cực lạc, mà mình trở lại đây mình là Bồ Tát tái lai. Nhưng mà lại mình bị bỏ cuộc là giữa chừng mình bỏ cuộc, mình không có tu nữa. Nên mình có duyên niệm Phật nhưng mà mình không có tu nữa, nên mình trở lại đây là phàm phu. Mà đã là phàm phu lục đạo thì trở về đây thì chúng sanh lục đạo sẽ tìm mình. Tại vì trong còn cái dòng lẳng quẳng lục đạo nên lục đạo này sẽ tìm mình. Thì trong cái cõi lục đạo này bao nhiêu cái nghiệp chướng mình đã từng tạo tác với người ta, thì bây giờ người ta sẽ đến để quấy rối mình nhiều cách. Có người thì đến giúp mình, thương mình, rồi tán thán mình, nhưng mà lại buộc ràng mình. Có người thì đến chửi mắng mình, nói xấu mình, nói oan ức mình, tại vì mình đã từng tạo cái nhân đó với người ta.
Nên hai cái điều thiện và ác trong lục đạo á, quý vị phải thông. Mà quý vị phải duy trì niệm Phật, quý vị gây dựng tín nguyện cho mạnh, thì quý vị mới thoát được lục đạo luân hồi, siêu vượt thập pháp giới và tiến thẳng về thế giới cực lạc. Này quan trọng lắm. Mà pháp môn tịnh độ là ngay cái chỗ là chấp gì danh hiệu Phật, phải tin Phật. Phải tin. Tin không phải là nhà cao cửa rộng rồi mới tin. Tin không phải là chùa cao Phật lớn mà phải tin. Mà tin khi mà chúng ta không còn gì tất cả cũng phải tin. Có những người càng ngày càng thịnh để mà tin Phật, để giúp cho chúng sanh thì việc đó phước duyên của người ta. Và có những người cũng tin Phật, niệm Phật mà niệm đến mức mắt sạch luôn, còn có cái quần bằng. Sạch sẽ luôn, chỉ còn có cái quần bằng như cái áo che thẳng, mà không thun ba lỗ nữa, chàng ơi chàng. Kinh khủng vậy. Đúng cái quần có thun ba lỗ bằng. Nó dép thì chiến đực chiến cát. Kinh khủng vậy đó. Cuối cùng vẫn tin Phật và vẫn niệm Phật, vẫn phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Vài ba năm sau nó hình thành lên còn hơn ngày xưa nữa. Tại vì sao? Con người này trong thuận không bị buộc ràng, trong nghịch cũng không bị buộc ràng. Họ là người đã thoát lục đạo. Thoát rồi. Thoát rồi. Quý vị biết rằng Ấn Tổ ngày nói câu á, cái người mà tu pháp môn tịnh độ này vừa phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc thôi là quý vị đã hơn bậc tiểu thừa chứng quả. Nghe câu đúng là sửng sốt thì kinh quá. Quý vị coi từ quả vị A-la-hán mà đến quả vị Phật không đơn giản, thời gian dài lắm, không phải dễ đâu. Nên 41 vị đại sĩ ở Hoa Tạng mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ngài khuyên gũ mà niệm Phật về cực lạc đi. Đại sĩ, quý vị biết rằng cái cảnh giới của bậc đại sĩ cao hơn bậc A-la-hán nhiều chứ. Quý vị biết rằng từ nơi đó mà còn khuyên niệm Phật sanh cực lạc đi, quý vị coi đó. Nên Ấn Tổ ngày nói bậc mà tu tiểu thừa chứng quả A-la-hán, người niệm Phật mà phát nguyện thật lòng niệm Phật muốn sanh cực lạc, vừa gặp tịnh độ mà vừa phát nguyện để vượt qua bậc tiểu thừa. Kinh chưa? Pháp này không đơn giản đâu quý vị ơi. Tại vì sao? Quý vị coi, nếu quý vị mà tính nguyện cả đời nếu vì niệm Phật nghe quý vị, cả đời nếu vì niệm Phật nghe, không bỏ cuộc nghe. Cả đời là sao? Là từ năm 10 tuổi gặp tịnh độ là tu tới 100 tuổi chết là cũng một đời. Từ năm 20 tuổi mà tu tới 100 tuổi chết cũng một đời. Rồi từ đó cái dài lên, rồi tới khi 80 tuổi mới gặp Phật Pháp tịnh độ, mà tu tới 100 tuổi chết cũng một đời. Rồi tới khi 90 tuổi mới gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ niệm Phật, mà tới 100 tuổi chết cũng một đời. Còn một ngày nữa chết, bữa nay vừa gặp tịnh độ, nghe tịnh độ, niệm Phật, thích tịnh độ, cầu sanh cực lạc, ngày mai chết cũng là một đời. Một đời là như vậy đó. Nghĩa là từ lúc gặp cho đến khi chết. Lòng tin kiên cố, niệm Phật cầu sanh cực lạc là một đời. Quý vị nghe vậy, vì đừng có nói bây giờ bị gặp rồi thôi để mai mốt mà. Vài chục năm sau hết tu rồi cũng một đời. Không phải. Tính là tính cái lúc bị gặp là phải áp dụng. Từ khi gặp là phải áp dụng và gây dựng lòng tin niệm Phật tới cùng. Quý vị coi, từ một kẻ phàm phu bèo nhèo như mình. Phàm phu mình là gọi là phàm phu bèo nhèo quý vị. Bèo nhèo là trong cái khổ đau, nhiều thứ trở ngại, bèo nhèo hết. Quý vị coi bây giờ nóng mà mặt bèo nhèo. Giỡn. Đó. Vì coi nóng nực đổ mồ hôi, mặt bèo nhèo hết. Có nhiều người nóng khơ. Nhưng mà cái thời tiết này nóng gì nè. Nóng gì chứ mấy bà già. Bà thích. Trẻ bèo nhèo hơn già. Quý vị coi á, một cái loài hoa mà nó mà đưa ra nắng chút là héo liệt, mau héo lắm vì non. Còn mấy bà cụ già giống như cội cổ thụ. Nắng cái nào nắng ăn thua bà, hiểu chưa? Nên thời tiết mà lạnh á, mấy bà già bà chết dữ lắm, bà chết liền liền liền
mà thời tiết nóng này lâu lâu bà mới chết người thôi, chứ không có chết bằng lạnh đâu. Quý vị coi mà lạnh đi rồi mấy bà già bà chết rầm rầm. Ừ, nó nên cái thời tiết nóng này nè, người trẻ họ héo lắm. Nếu như họ không niệm Phật là queo luôn. Còn mình niệm Phật thì giỏi lắm, hơn héo một chút thôi, chưa queo. Còn nếu như mà không niệm Phật là héo queo. Thấy không? Cái thời tiết nóng này nè, cái người nữ ngoài đời họ xấu lắm. Tại vì sao? Bị nắng quá quý vị. Mà nó nóng lên nó sân si. Quý vị biết nóng lên sân si. Mà người nữ thì họ bận nhiều đồ, mà nóng kiểu này sao mà không sân si. Vì biết rồi, hiểu nói rồi hiểu chứ. Đó. Thì nó sân si. Mà càng sân si thì càng xấu. Đó. Càng sân si thì càng xấu. Đó. À. Nên mình làm sao mà mình giúp mình mà có cái niềm vui dù là nóng nóng. Nhưng mà mình phải niệm Phật, mình phải vui cái tâm kìa. Thì nó mới cảm giác nó đặc biệt. Nói quý vị coi mà lần nào như Đức qua thấy như Đức vui. Rồi mỗi ngày như Đức đều giảng, gặp Phật tử là vui, giảng pháp là cười, đúng không? Mà bây giờ cười mình cũng cười vừa vừa lại rồi đó. Thì cũng bị ngăn chặn bớt á, chứ không phải chuyện đâu nghe. Chứ đúng ra là tôi ha ha lắm, tôi cười ghê lắm, có chuyện gì. Thấy không? Mình cười quá, thấy ta nói hoài thôi, cười bớt lại một chút. Mình bớt lại, để làm chi phải không? Mình tích chữ. Để mình hồi hướng cho những người ta không có cự. Giống như bây giờ chúng sanh nhiều nơi có nước uống, mình uống ít chút. Đến khi mình đem cái phước nước đó mình hồi hướng cho chúng sanh không có nước uống. Còn bây giờ người ta không có cự gì chứ. Mà bây giờ quý vị cự hoài, cự dư quá. Người ta kiếm nụ cự đỏ mắt, còn mình cự xanh mày xanh mặt luôn. Nên bây giờ mình phải giảm lại, giáo cười lại đi, để chi? Để mình đem những cái nụ cười mà mình cười nhiều kia mình bớt lại đi. Mình tích chữ, mình bỏ vô cái bao bố đó. Mình hồi hướng, mình hồi hướng quý vị. Và vài bữa như Đức làm cái bao là bao từ bi quý vị. Xong những Đức đem tất cả nụ cười mà mình giảm bớt, mình bỏ vô bao đó. Rồi xong cái mỗi lần mà tôi xong hồi hướng để trước mặt, nguyện đem công đức cười này hồi hướng cho những chúng sanh ít cười, chúng sanh phiền não không chịu cười, mong cho họ cười giùm con đi Phật ơi Phật. Những Đức nói cho vị nghe nghe, trong cái thời điểm này mà nóng bức này thì nói quý vị, nếu như quý vị mà còn khó chịu là bị ác lắm. Phật đã nói mà mình không nghe, tướng do tâm sanh. Mà bây giờ mà quý vị coi, thời tiết này là cái hoàn cảnh, là cái tướng. Mà cái tướng này là do đâu mà ra? Là do cái tâm sanh ra. Con người nó nóng bức quá, nó bực bội, nó sân si quá, nên cái quả địa cầu này bị nóng lên. Mình đang nằm trong cái quả địa cầu này như cái trứng tròn tròn. Mà bây giờ quý vị coi, bị nóng bức thì giống như bị đốt lửa lên, bị nấu trứng vậy. Mình nó nấu trứng lên nó sôi tục. Mình nó nằm trong cái trứng, quý vị nghĩ đi. Mà quý vị mà sân si thêm một chút nữa thì bị ác lắm. Tại vì bây giờ nó nóng gì mà còn nóng lên thêm sân si nữa. Nên tôi báo tin cho mấy cái người mà tối ngày đi chăm thọt người khác, quý vị ác lắm. Không phải bị ác với cá nhân ai đâu, mà bị ác với cái quả địa cầu này. Tại vì đang sống hơi với quả địa cầu này nóng bức. Người ta ở đây người ta động viên bao nhiêu con người để mong nó giảm nhiệt độ cho chúng sanh. Quý vị biết bao nhiêu cái pháp hội như Đức tổ chức thứ bảy chủ nhật hay mỗi ngày tu niệm Phật giảng pháp, những Đức đều hồi hướng mong cho chúng sanh cười thêm một cái. Để làm chi? Cười lên cái để mà cho cái quả địa cầu này nó đỡ nóng quý vị ô là quý vị. À, tâm mình vậy đó quý vị ơi. Nên để những Đức làm cái bao. À, làm cái bao chứ, mình làm cái bao bao từ bi. Mình treo ngay chăng ngay trước chánh điện để mỗi ngày tu tập để gỡ nụ cười vô đó, thấy không? Để gỡ cho những chúng sanh ít cười. Tội nghiệp người ta ít cười, ít cười cũng khổ lắm quý vị, quý vị phải giận đâu. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ như Đức cười nó sướng,
Chứ gặp mà tối ngày mà cái mặt nhăn nhăn khổ quý vị. Bây giờ đi đâu mà cái mặt cứ kiểu mà mình là ở ngoài đời làm vợ làm chồng ta đi. Chồng đi làm về gặp vợ nè, dọn nhà tao mà nè. Dọn gì? Dọn nhà. Trời thật, dọn nhà mặt thấy khổ không quý vị? Mặt gì khổ chứ. Nếu mà người ta biết Phật Pháp thì đúng không? Quý vị mỗi ngày bị cừ đi, quý vị từ bi lắm. Cừ để cho quả đi cầu này đỡ nóng quý vị u. Hiểu không? Nó đừng có giống cái ông mà in tay du ký mà cắp cà sa nghe chợ. Cắp áo cà sa. Bú bú. Chàng có là chàng cái gì đó mà kỳ cục. Mấy vị coi viên tay du ký cũ vị nhớ, nhớ cái ông mà ăn cắp áo cà sa không? Ông gặp áo cà sa mà không lấy được, nhìn áo cà sa là bú bú. Ý là áo cà sa ông áo cà sa lúc đó chưa bị con quỷ lấy đúng không ta? Quỷ đang thui lừa lùi lấy á. Lấy xong vô ông kiếm áo cà sa không thấy. Kiếm áo cà sa ông kiếm đâu á. Ông có thấy áo cà sa chứ không làm bú bú. Vậy ở đó, điều đó cho đến coi đoạn là mắc cười. Quý vị đừng có gì cái quý vị bù bù chi chạy. Ha ha lại đi. Nếu không để cho cái quả địa cầu nó mát lại một chút. Ác quá. Nóng chết mồ luôn mà còn sân si châm thọt nhau chi. Bởi mấy cái người mà sân si châm thọt là mấy người này ác. Ác dã man. Mấy người này mà không quay đầu sao đi lang thang chết mồ. Không có giỡn đâu quý vị, nó tức quá nóng. Nóng quá điên. Ừ. Cái cõi này nóng quá đứt. Đứt dây. Nhưng đứt đó chứ bị ghen. Nóng gì nóng. Nhưng đừng có mà sân si quá đáng. Quá đáng dây nó thẳng nghe. Cái thời tiết này nóng là làm thần kinh mình. Có cái ông đó kìa, ông lại chùa. Các vị biết, ông sân si, nóng quá ông tức. Mà găng cổ ông chứ không có găng đầu nó lột. Găng cổ thì có sẵn rồi. Găng đầu ông nổi đường đường như thế vậy. Đường đường thì nói, ông nguy hiểm lắm. Nói gì? Gì vậy thầy? Nguy hiểm là sao? Chuẩn bị nguy hiểm. Ông nói sao thầy? Thầy giúp giùm. Ông biết á, ngay chăng cái bên tay phải của ông á, bên trán phải nghe, bên phải nghe, bên phải ông thấy không? Ông soi gương coi coi. Ông thấy phải là bây giờ găng nó nổi đường đường hơn hồi xưa đúng không? Ông nói, à đúng 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 đúng, găng sao nổi đường đường dữ vậy thầy? Những đức nói ông ưa sân si lắm đúng không? Ít cừ, à đúng, ít cừ thì sân si là chắc chắn. Nó mà thẳng kiểu này có ngày. Ông nói có ngày sao? Cái bực, khi nó đứt cái bực rồi là ông biết sao không? Ông hỏi vì sao? Thì nó khùng chứ sao. Mắc cười. Vậy đó quý vị. Mà qua buổi nói chuyện với Như Đức xong, ông về vợ ông nói là ông cười hoài à. Tại vì nó kêu ông cười đi thì găng, cái găng nó lặn xuống bớt. Chứ nếu nó bứt, nó cái bực cái là khùng chết một. Mà ông biết á, khi mà ông khùng là ông khổ cỡ nào chưa? Ông có thấy người khùng không? Ông nó thấy. Nó ăn đồ dơ, đồ dế. Nó bốc tùm lum nó ăn. Ông thấy chưa? Mà ông có thấy thằng khùng ăn phân chưa? Nó có. Ừ nó ra đó. Thằng khùng nó ăn phân. Thì ông cứ nghĩ đi, nếu như mà ông bây giờ ông tức giận ông sang si rồi một ngày nào lỡ ông khùng ông giống nó làm sao? Ông thấy đáng sợ chưa ông đây? Đáng sợ thiệt chứ. Đó đúng rồi. Ông đáng sợ thì ông đừng có sang si nữa. Trời ơi. Ông kiểu này mà Trần Đức thấy ông không có bao lâu đâu. Nếu mà từ khi bữa nay mà ông gặp những Đức mà ông về ông vui vẻ ông niệm Phật, ông đừng có bực bội, ông đừng có khó chịu nữa thì quả mai nó không đứt. Chứ nhờ Đức thấy cái mọi ông này sắp đứt hết. Quý vị ơi, ông về
Xong rồi ông nói, có nghĩa là ông nói vợ là từ đêm tới ông sang si nữa. Là từ đó sao ông niệm Phật ông vui luôn tới bây giờ. Để vị biết rằng là kết quả liền, thấy chưa? Nó có những con người mình nói chuyện người ta nghe, người ta tự nhiên người ta nghe lời là người ta áp dụng được lợi ích. Nhưng mà như Đức nói với vị nghe, quý vị có thành đạt gì mà vị sân si, vị khó chịu, vị không có thành công đâu. Không bao giờ tồn tại đâu, nó mắc phước hết trơn à. Thế vị biết những Đức nói vị phước duyên trong cuộc đời này. Tổ sư nói rằng dù bạn tu các pháp khác có siêng năng giỏi cỡ nào thì cũng là bạn cũng là phước báo nhân thiên. Mà phước báo nhân thiên thì giống như nó mây bay bồng bềnh, hiểu chưa? Mà cái tâm sân hận thì giống như mặt trời mọc lên. Quý vị coi mây mà bay đi, mặt trời mà mọc lên mây tan liền á, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Ừ, nên cái người mà tạo phước duyên á, mà sân si là nó đốt sạch, đốt hết chân. Nên cái người mà sân si là không có còn cái giống gì, không còn giống gì đâu. Mà có còn cái thang này chăng nữa cũng khô héo. Vì sân si sao mà ước ác. Cái người mà bị nhìn người ta mà nhìn thấy nó đẹp dễ thương được. Nói đây không phải nói người ốm. Cái người ốm là khác, cái người mà khô héo là khác. Có những người ta ốm mà người ta có không khô héo, như những quan nhìn không có khô héo gì đâu. Đâu khô héo đâu. Cái tạ người ổng ốm, chưa có mập. Chứ không phải là không mập, mà là chưa đến lúc phải mập. Hồi đó mà những đại mà chèn ô, nhìn ổng mà cái lớn, cùng tay đi ra gió bay dù dù. Mỗi lần đi là buộc dây ổng, buộc ổng lại không, thì sợ ổng bay mắt gì. Đi đâu là lấy dây buộc anh lại, rồi buộc vô mấy anh em đi theo, lỡ có té thì gích lên. Đứng lên thì ốm cái gì đó. Vậy mà bữa nay mập quá trời. Nên gọi là những quan không phải là không mập, mà là chưa đến lúc phải mập. Chưa lúc mập. Tại vì thì coi bây giờ quản chúng mới thời gian đây năm mấy, mà ốm gì nó cũng có cái lợi thế, là mình ốm quá mà mình nuôi chúng lại mập. Cái này là cái lợi thế. Vì sao? Vì mình ốm mình nuôi người ta mập thì người ta tội nghiệp mình, mà ta tội nghiệp mình thì mình mới quản chúc nó. Nên ốm là cái thế là như vậy. Phật gia hộ cho những quan phải ốm hộ vậy đó quý vị. Dở đâu kia. Còn Phật gia hộ những đức phải mập. Chứ những đức mà ốm gì nữa thì người ta nhìn những đức, người ta thấy thuyết pháp mà ông thầy ốm nhơm nhách mà giờ ông hô còn hơn ngày xưa, ta không có tin niệm Phật hay. Nên những đức là Phật gia hộ cho phải mập để đỡ hô. Đỡ hô lại. Có giỡn đâu nghe. Phật gia hộ không á. Còn Phật gia hộ những quan phải ốm, ốm nhơm nhách ốm thêm nữa. Để ốm nên cái thời gian quản chúng á, nó hình thành cái tâm quản chúng nó luôn. Quản chúng nó đặc biệt thành công. Rồi sau này khi thành công rồi lúc đó mới mập. Vài tháng sau mập lù lên đầm râm nghe đó. Lạ vậy đó. Người ốm mà tu là chưa phải là không phải là không mập, mà là chưa đến lúc cần phải mập. Thì thôi cứ bình thường đi, cứ đại nó vậy đó, miễn nó đi được là được. Ốm mà đi dù dù được. Còn ơi quá mập đi không nổi. Có gì mập quá đi không nổi đó quý vị. Ôi quý vị. Những đức mà bây giờ không dám ăn buổi chiều, sợ nó mập quá đi không nổi. Đi không nổi sao lại chèn ô đi không nổi mập quá. Mai mốt lại Quan Âm mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, khen lại xuống đi con. Ôi sao thầy đứng hoài á, thầy lại không nổi. Đông cái ghế dài vậy, đông ghế dài thòn vậy nè. Cái ghế giống ngày xưa quán cà phê ngồi mà cao thì cao, mình ngồi mình gác chân á quý vị, thì mình ngồi gì để cái bàn gì, con ly nước kế bên. Rồi mình cứ nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát lại xuống con, khen lại xuống, khen đứng lên. Cứ ngồi gì xứ hoài vậy đó quý vị. Nói con tội nghiệp thầy, thầy giờ mập quá. Bộ mấy con muốn thầy chết sớm sao? Thầy mập cái này mà thầy lại rầm rầm với các con là đứt gân máu chết mồ luôn. Không, thôi để cho sống thêm vài năm nữa nghe.
Nó nói với bà già nghe con, thầy không có lại nó đâu nghe. Sợ ngày đó xảy ra với mình nên buổi chiều không ăn. Mà sao bụng cũng bự hoài, biết sao thế. Ngộ ghê. Nó lúc đó mọc rồi nó mọc, quý vị, chiều không ăn mà nó cũng không xúc ký nghe quý vị. Hồi hồi sáng mới căng lên thêm 300 gram trời ơi. Kỳ cục đấy ghê. Nó không ăn buổi chiều mà còn lên 300 gram nữa chứ. Gặp ông buổi chiều chắc lên 3 kg quá. Nó mô quá về đạo Phật. Không quý vị thấy như Đức Chi Giáo Pháp, như Đức Chi kể chuyện cái cụ nghe thôi đó. Mà các cụ nghe cụ thấy vui đó. Thôi chúc các cụ an lạc nghe các cụ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Cười lên các quý vị ơi. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Và cuối cuộc đời chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, về tịnh độ.